Hòa trong không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã Lương Sơn, nay là phường Lương Sơn. Ngày 23 tháng 9 năm 1953, 23 tháng 9 năm 2023. Ngày 23 tháng 7, Ủy ban nhân dân phường Lương Sơn đã tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2023. Hội diễn đã thu hút trên 500 nam nữ diễn viên không chuyên đại diện cho 21 tổ dân phố trên địa bàn phường tham gia. Đã có 75 tiết mục với nhiều nội dung sinh động ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, con người Thái Nguyên, những thành tựu phát triển kinh tế xã hội và bản sắc văn hóa các dân tộc. Các tiết mục đã được các đội đầu tư dàn dựng công phu cùng sự phối hợp nhịp nhàng giữa truyền thống và hiện đại, với lực lượng diễn viên múa không chuyên hùng hậu, với tinh thần nhiệt tình đam mê cống hiến cho nghệ thuật quần chúng cơ sở đã mang đến hội diễn những tiết mục văn nghệ đặc sắc, để lại nhiều cảm xúc và ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, phường Lương Sơn đã có nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy và phát triển sự nghiệp văn hóa trên địa bàn phường. Theo đánh giá của ban tổ chức, hội diễn nghệ thuật quần chúng phường Lương Sơn năm nay không những thu hút nhiều quần chúng tham gia hơn so với những năm trước, mà chất lượng của các tiết mục cũng đã được nâng cao. Các đội nghệ thuật quần chúng đã có sự đổi mới cả về hình thức và nội dung, tạo nên sắc màu phong phú cho hội diễn. Sau một ngày biểu diễn sôi nổi, đội văn nghệ quần chúng tổ dân phố trước đã xuất sắc giành giải nhất. Giải nhì được trao cho đội văn nghệ quần chúng tổ dân phố pha. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 2 giải ba, 3 giải khuyến khích và các giải thành phần cho những tiết mục xuất sắc nhất.